Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lịch sử ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và sáng tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng. Trong giai đoạn từ năm 1925 đến năm 1945, được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giác ngộ, các tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước lần lượt ra đời như Tổ chức Học sinh Đoàn, Đội Ngô Quyền, Tổng hội Sinh viên đã lãnh đạo phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Tự hào đối với các thế hệ học sinh, sinh viên là việc thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, thành lập và hợp nhất các tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, cùng với các chi bộ đoàn, tổ chức đoàn thanh niên cộng sản mà hầu hết là đảng viên, đoàn viên đều là những đồng chí xuất thân từ học sinh, sinh viên như Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Thị Minh Khai hay Lý Tự Trọng. Ngày 28 tháng 1 năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bí mật về nước để cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, cuộc vận động hình thành Tổng hội Sinh viên hoạt động công khai nhằm liên kết lực lượng sinh viên yêu nước có cảm tình với cách mạng. Cùng với sự phát triển của phong trào sinh viên, phong trào học sinh của các trường trung học ngoài Bắc, trong Nam cũng phát triển ngày càng mạnh bởi được ảnh hưởng của cuộc đấu tranh chung do Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc hướng dẫn. Tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là thành quả to lớn của cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh. Trong đó, các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên có nhiều đóng góp xứng đáng với biết bao tấm gương anh dũng, kiên cường đã được khắc ghi vào lịch sử dân tộc. Sau cách mạng tháng 8, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực hiện ba nhiệm vụ lớn: diệt giặc sốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và chính phủ đã đề ra. Từ năm 1947 đến năm 1949, ở Sài Gòn, Huế, Hà Nội đã thành lập Hội Học sinh Kháng chiến, Đoàn Sinh viên Kháng chiến, sau đó phát triển ra nhiều trường ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Số lượng học sinh, sinh viên được kết nạp vào đoàn và đảng khá đông. Các hoạt động của học sinh, sinh viên kháng chiến ngày càng phong phú và đa dạng, với khẩu hiệu tích cực cầm cự chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công, đã tiếp thêm sinh lực mới cho học sinh, sinh viên. Cuộc đấu tranh của học sinh đã lan rộng ra cả Đông Dương. Ngày 9 tháng 11 năm 1949, học sinh Huế bãi khóa, Phan Văn Giáo, Tổng trấn Bù Nhìn Trung Bộ đã thẳng tay khủng bố học sinh, sinh viên quyết định bãi khóa để phản đối. Ngày 22 tháng 11 năm 1949, trong lúc tại Huế đang đấu tranh, học sinh Sài Gòn bí mật vận động kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và đề xướng hưởng ứng phản đối việc các nữ sinh Huế bị bắt, đồng thời yêu sách cải tổ chính sách giáo dục. Các cuộc bãi khóa của học sinh, sinh viên Sài Gòn liên tiếp nổ ra, đưa ra các yêu sách, chấm dứt khủng bố, đàn áp bắt bớ học sinh, trả tự do cho các học sinh bị bắt ngay sau ngày chống Bù Nhìn Bảo Đại, bảo đảm an ninh và quyền lợi học tập của học sinh. Giữa lúc ở Huế, Sài Gòn, không khí tranh đấu đang sôi nổi. Tại Hà Nội, học sinh cũng đang căm tức vì Pháp và Bù Nhìn bắt bớ một số anh chị em sau kỳ nghỉ học kỷ niệm cách mạng tháng 8.
học sinh Chu Văn An quyết định bãi khóa ngày 25 tháng 11 năm 1949. Trong các lớp trên tường la liệt khẩu hiệu, toàn trường vang dậy những khẩu hiệu học sinh bãi khóa trả lại tự do cho bạn chúng ta, đả đảo bù nhìn. Ngày 9 tháng 1 năm 1990, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9 tháng 1 năm 1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn, Chợ Lớn, lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bể lũ tay sai. Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến. Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2 năm 1990 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh sinh viên. Đại hội đại biểu Toàn quốc sinh viên lần thứ 5 ngày 22-23 tháng 11 năm 1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống của Hội sinh viên Việt Nam. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất. Ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại!